Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Admin Audio. Trong tập trước, bởi vì Hoa Linh Võ Đế liều mạng công kích, thế nên ngay cả khi hợp sức liên thủ với Uyên Độ Đại Sư, thì Vô Thương Võ Đế cũng không thể đem nàng ta chế trụ được, điều này làm hắn tức giận không thôi. Đang bực tức vì mãi không chế trụ được Hoa Linh Võ Đế, lại thấy đám võ giả bên ngoài chỉ biết trố mắt đứng xem, làm Vô Thương Võ Đế càng thêm tức giận, thế là hắn gầm lên quát: "Các ngươi đứng đó làm gì, còn không mau đuổi theo Xích Hà Võ Đế?" Đám võ giả nghe vậy thì liền bừng tỉnh lại, thân hình thoát một cái bỏ qua chiến trường nơi đây để truy sát xích hà võ đế ngay thế nhưng đúng lúc đó một cái chuông nhỏ liền hiện lên trên đỉnh đầu hoa linh võ đế tức khắc một tiếng đương liền vang lên theo sau đó là một cổ linh hồn sóng âm hướng toàn bộ đám võ giả ở đây lan ra mà mấy tên võ đế vừa lướt qua người nàng để đuổi theo xích hà võ đế là người đầu tiên chịu ảnh hưởng ngay khi bị cổ linh hồn sóng âm này quét qua làm đám người này tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp phun ra một ngụm máu sắc mặt thì trở nên trắng bạch về phía đám người đang cắt vào huyết mạch thánh địa nhìn thấy linh hồn sóng âm này cuốn tới làm cho âu dương vô lượng và nam cung chân sắc mặt đại biến khí tức trên thân hai người liền bạo phát ra hóa thành một đạo vô hình vần sáng đem đám người âu dương nana và gia di nghi bao vào trong sau đó một khắc thì đạo sóng âm kia cũng đánh tới do bị quan tráo ngăn cản thế nên linh hồn sóng âm kia đã bị suy yếu đi rất nhiều thế nhưng vẫn có một tia rất nhỏ tiến vào bên trong quan tráo khiến cho đám người âu dương nana trực tiếp phun ra một ngụm máu Lúc này, tất cả các võ giả nơi đây, ngoại trừ một số võ giả đỉnh cấp như Âu Dương Vô Lượng, Nam Cung Chân, Vô Thương Võ Đế và Uyên Độ Đại Sư có thể miễn cưỡng ngăn cản, thì tất cả những người khác đều đồng loạt phun ra một ngụm tinh huyết, khí sắc thì trở nên trắng bạch, thân thể không ngừng run rẩy. Cảm nhận được trong cổ linh hồn sóng âm kia ẩn chứa khí tức của tông chủ cổ kiếm tông, làm cho Âu Dương Vô Lượng đột nhiên nhớ đến chuyện xưa, thế là hắn gầm lên quát: "Hoa Linh Võ Đế, năm đó phiêu miểu cung ngươi định tội cổ kiếm tông cố kết ma tông để tế luyện ma vật, thật không nghĩ đến" hôm nay phiêu miểu cung ngươi lại tế luyện ra ma vật bậc này đúng là nhân thần cộng phẫn chỉ sợ rằng tất cả mạng người của cổ kiếm tông năm đó đã bị các ngươi dùng để tế luyện nhiếp hồn linh này rồi nghe được lời này hoa linh võ đế liền nở nụ cười lạnh lên tiếng đáp trả theo như lời nàng nói thì cổ kiếm tông cố kết ma môn tế luyện ma vật đương nhiên là phải tiêu diệt thế nhưng phiêu miểu cung các nàng thì khác tuy nhiếp hồn linh này phải dùng linh hồn của rất nhiều người để tế luyện thế nhưng mục đích chỉ là để trừng phạt những người làm trái pháp luật mà thôi cho nên vẫn có thể coi là đại lục chính đạo Tất cả mọi người nghe xong thì tức đến phát run, không ai có thể chấp nhận được lời giảo biện này của Hoa Linh Võ Đế được. Không nói nhiều lời, Uyên Độ Đại Sư liền lấy ra chí bảo của khí điện, vạn cổ huyền kim chùy, sau đó hướng phía Hoa Linh Võ Đế nện xuống. Theo một chùy này đánh xuống, cả vùng thiên địa xung quanh Hoa Linh Võ Đế như biến thành một cái lò luyện, mà bản thân Hoa Linh Võ Đế thì giống như khí phôi trong lò luyện đó vậy. Hoa Linh Võ Đế thấy vậy thì vội vàng thôi động nhiếp hồn linh ngăn cản, thế nhưng dưới mỗi một chùy mà vạn cổ huyền kim chùy đánh xuống, liền khiến cho nhiếp hồn linh kia rung động không thôi đứng ở cách đó không xa vô thường võ đế lúc này cũng xuất thủ chỉ thấy ở giữa mi tâm hắn đột nhiên hiện lên một con mắt theo con mắt này mở ra thì có một đạo đáng sợ ánh sáng màu đen nổ bắn ra trong nháy mắt đã đánh đến trước người hoa linh võ đế khiến nàng ta kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt liền trở nên tái nhợt theo đó một cổ vô hình lực lượng tràn vào trong cơ thể nàng đem lực lượng của nàng cầm cố lại dưới áp chế của uyên độ đại sư và vô thương võ đế làm cho nhiếp hồn linh trong tay hoa linh võ đế trở nên ảm đạm đi rất nhiều nhưng cơ hội đó đám võ giả ở xung quanh lập tức xông lên đánh tới hoa linh võ đế thấy vậy thì có chút biến sắc bởi vì hiện tại đối phó với vô thương võ đế và uyên độ đại sư thì nàng đã phải cố hết sức rồi mà lại còn thêm đám võ giả khác bâu vào đánh hội đồng như này thì chỉ sợ bản thân nàng sẽ lành ít dữ nhiều nghĩ đến đây nàng liền phun một ngụm tinh huyết lên nhiếp hồn linh tức khắc từng đạo tử quang trên chiếc chuông này đại thịnh hẳn lên từng tiếng chuông đinh đinh đang đang liền vang lên theo đó là một đạo linh hồn sóng âm quét ngang ra trấn cho đám võ giả vừa mới lao lên hộp máu bay ngược ra sau chớp lấy cơ hội này nàng trực tiếp xé rách hư không trước mặt thân hình cấp tốc tiến nhập vào trong đó rồi biến mất luôn vô thường võ đế thấy vậy thì lập tức đuổi theo ngay thế nhưng sau mấy canh giờ truy sát thì cuối cùng vẫn để cho hoa linh võ đế chạy thoát vì tất cả người của phiêu miễu cung đã chạy thoát hết nên võ giả ở đây rất nhanh giải tán để trở về thế lực của mình mà tin tức phiêu miểu cung cấu kết với dị ma tộc ở bên trong cổ ngu giới vây giết cường giả của các đại thế lực rất nhanh đã được truyền bá ra bên ngoài trong những ngày này vũ vực cũng không còn bình yên như trước nữa cơ hồ toàn bộ thế lực đều âm thầm điều tra tin tức trong nhất thời có rất nhiều tin tức truyền ra nói các đại thế lực trong vũ vực liên thủ lại với nhau để chinh phục phiêu miểu cung tin tức này vừa được truyền ra làm cho toàn bộ vũ vực phấn trấn hẳn lên bởi vì việc làm của phiêu miểu cung từ lâu đã khiến cho rất nhiều thế lực tức giận thế nên ai ai cũng muốn đem phiêu miểu cung hủy diệt mặc dù tin tức truyền ra là thế nhưng do chưa có thế lực dẫn đầu thế nên hiện tại vẫn chưa có một thế lực nào dám đứng ra công khai đi chinh phạt phiêu miễu cung cả trong nhất thời toàn bộ sự chú ý của mọi người đều tập trung vào khí điện và hiên viên đế quốc bởi vì ở bên ngoài cổ ngu giới thì hai thế lực này đối với phiêu miễu cung xuất thủ tàn nhẫn nhất không những thế phong lôi đế tử cùng với con tư sinh của một vị trưởng lão cũng chết trong tay phiêu miễu cung nên tất cả mọi người đều cho rằng hai thế lực này sẽ có động tĩnh đầu tiên trong khi cả vũ vực còn đang bàn hoàng về chuyện của phiêu miễu cung thì lúc này ở một vị trí bí mật bên ngoài cổ ngu giới hư không đột nhiên bị xé mở ra một đạo lỗ thủng theo lỗ thủng này vừa hiện lên thì có một bình ngọc bị không gian loạn lưu bên trong cổ ngu giới ném bay ra ngoài sau đó có hai đạo thân ảnh từ trong bình ngọc đi ra mà hai đạo thân ảnh này chính là xích viêm ma quân và ma lệ cười to mấy tiếng vì bản thân còn có thể sống sót đi ra được bên ngoài xích viêm ma quân liền thu bình ngọc vào tay sau đó liền quay đầu lại xem ma lệ có xảy ra chuyện gì không thì đã thấy hắn đang ngây người nhìn mình không chớp mắt, miệng thì không ngừng nuốt nước miếng. Xích viêm ma quân thấy vậy thì cúi đầu nhìn xuống, đã thấy áo bào trên người mình vì lúc trước trải qua không gian loạn lưu nên bị rách tung tóe, làm lộ ra từng đạo cảnh xuân. Mà ánh mắt ma lệ thì đang tập trung nhìn chăm chú lên mấy khu vực cảnh xuân mơn mởn nhất. Tức giận dâng lên, xích viêm ma quân liền đem ma lệ tác cho một cái bay ngược ra ngoài, rồi nổi giận mắng, nhìn cái gì vậy, ngươi chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân à. Về phía ma lệ, bị ăn một cái tát như vậy liền làm hắn giật mình tỉnh lại, hai má đỏ bừng, nhất thời không biết nói gì, thế nhưng hai mắt của hắn vẫn nhìn chầm chầm lên thân thể nóng bỏng của hồng nhan võ hoàng. Xích viêm ma quân thấy vậy thì khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, rời khỏi nơi này phải nhanh chóng đi đoạt xá người khác, nếu không cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn cũng phát điên mất. Đúng lúc này, có mấy tiếng xé gió đột nhiên vang lên, trong chớp mắt đã có ba đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt xích viêm ma quân và ma lệ rồi. Nhìn hai người trước mặt, tên cầm đầu liền lên tiếng hỏi, các ngươi là ai, tại sao lại ở nơi này? Nghe vậy, xích viêm ma quân cũng không có trả lời luôn, trong lòng vui mừng không thôi, bản thân vừa có ý nghĩ muốn tìm người khác đoạt xá, thế mà hiện tại đã có người tự dẫn sát tới rồi. Kinh khủng ma khí trong người xích viêm ma quân đột nhiên bạo phát ra, tức khắc đem ba tên võ hoàng kia bao lại. Ba người kia thấy vậy thì liền bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng thi triển ra huyết mạch dung hợp, với ý định muốn xé rách ra một lỗ thủng để chạy trốn thế nhưng dưới tu vi võ đế của xích viêm ma quân thì chút sức mạnh dung hợp của ba tên này đâu đáng để nhắc tới ngay khi ma khí cuốn tới thì huyết mạch dung hợp kia liền bị trấn cho nổ nát theo đó là một cổ vô hình lực lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể ba người đây là xích viêm ma quân đang kiểm tra thiên phú và thực lực của ba tên này thế nhưng sau một hồi thì sắc mặt hắn liền xám như tro bởi vì ba tên này chẳng khác nào là phế vật cả so với hồng nhan võ hoàng thì cách biệt giống như trời với đất vậy thế nhưng trong thời điểm này thì hắn cũng không quản nhiều chuyện như vậy chỉ cần thân xác mới không phải là nữ nhân thì mọi yếu tố khác đều có thể bỏ qua, về sau hắn lại tiếp tục đi tìm thân xác mới thay thế là được. Quyết định chủ ý, xích viêm ma quân đành cắn răng tiến hành ly hồn ra khỏi thân xác của hồng nhan võ hoàng để đi đoạt xá thân xác mới. Thế nhưng lúc này hắn lại kinh hãi khi phát hiện ra, linh hồn hắn không có cách nào có thể ly hồn được, và sau khi cố gắng thử qua một vài lần thì kết quả vẫn như cũ. Đứng ở bên cạnh thế xích viêm ma quân chần chừ mãi mà không tiến hành đoạt xá, mà lệ nghi hoặc nhìn sang lên tiếng hỏi, xích viêm đại nhân ngươi làm sao vậy còn không nhanh đoạt xá đi chẳng lẽ lại không muốn đổi người đoạt xá nữa sao trên mặt hiện lên vẻ khổ sở xích viêm ma quân quay sang nói lúc trước do ảnh hưởng của không gian sụp đổ nên linh hồn ta đã cùng với thân thể này triệt để dung hợp rồi hiện tại không còn cách nào có thể ly hồn được nữa trừ phi phải hoàn toàn hủy diệt thân thể này đi thế nhưng linh hồn cũng theo đó mà tổn thương nghiêm trọng sợ rằng không còn cách nào quay lại đỉnh phong được nữa trong khi đang đau lòng đến cực điểm vì hiện tại không thể thoát được khỏi thân xác nữ nhân này thì đúng lúc đó ba tên võ giả kia không thấy xích viêm ma quân động thủ nên liền lên tiếng van xin nói nữ hiệp tha mạng chỉ cần nữ hiệp tha mạng cho chúng ta chúng ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho nữ hiệp vừa nghe được lời này khiến xích viêm ma quân nổi giận gầm lên vô tận ma khí trong nháy mắt tràn vào thân thể ba tên này đem tinh huyết trong thân thể bọn chúng hút cạn sau đó thì hóa thành ba bộ thây khô rơi xuống xử lý xong ba tên trướng mắt kia xích viêm ma quân ngửa mặt lên trời thét dài bản tọa về sau chỉ có thể làm một nữ nhân thôi sao Ma lệ nghe thế thì liền đi đến bên cạnh tươi cười an ủi, xích viêm đại nhân không cần phải bi quan như thế, theo ta thấy thì làm nữ nhân cũng không có tệ đâu. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nha, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.